chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá rồi ok anh em ơi hôm nay sẽ tiếp tục quay trở lại với con game bắn cá đổi thưởng sở 8 game bài anh em nhá ok thì không biết là anh em có đam mê với cái con game bắn cá đổi thưởng này không nhưng mà tôi thì từ trước đến giờ thì vẫn luôn có một cái niềm đam mê cực kỳ lớn đối với con game bắn cá này Đấy, tiêu biểu là giống như cái thời điểm mà đang tham gia bắn cá ở những cái con con máy bắn cá anh em đấy cái thời điểm đấy mới là cái điểm cao trào ấy anh em ạ thời điểm đấy anh em chơi rất là nhiều luôn thì sau này thì nhà nước đã dẹp bỏ đi cái 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 phong trào này cho nên là những con game bắn cá đổi thưởng online này nó mới mọc lên nó mới nổi lên còn nếu như mà tôi nghĩ nếu như mà những những cái máy bắn cá đấy mà nó không bị dẹp bỏ ấy thì chắc là những con game bán cá online kiểu này cũng khó mà phát triển được đúng không anh em bởi vì bắn cá ở chỗ máy bắn cá vẫn là một cái gì đấy nó rất là thú vị luôn cực kỳ thú vị luôn rất là cuốn luôn anh em ạ tôi không biết là anh em như thế nào nhưng mà tôi thì gọi là bắn mẹ mày quên quên đường về luôn mà anh em thật sự luôn đấy rất là cuốn luôn ok nhưng mà sau này thì cảm thấy là những con game bắn cá online này nó cũng khá là tiện anh em ạ mình ngồi ở đâu mình chơi cũng được khá là tiện lợi và cũng rất là ok thì cũng tìm được một cái con app kiểu cái đồ họa của nó cũng rất là tương tự giống như kiểu kiểu chơi trước đây anh em nên là chơi cũng khá là ok mình trải nghiệm một thời gian thì thấy là kiếm lãi cũng đều thì nói chung là mục tiêu cuối cùng chơi những con game bắn cá đổi thưởng như thế này thì mục tiêu vẫn là kiếm lãi thôi mà đúng không anh em. Đấy thì mình cứ cảm thấy có lãi thì mình chơi thôi, đúng chưa? Đấy và cái cách chơi của tôi thì tôi cũng đã chia sẻ cho anh em khá là nhiều rồi. Cách chơi ăn non hay là những cách chơi lựa bot hay là những cách chơi bắt những con cá như thế nào thì tôi đã chia sẻ cho anh em khá là nhiều rồi. Ok, hôm nay sẽ tiếp tục chiến hôm nay lên tôi lên 27 củ vốn 27 củ anh em nãy giờ thì cũng làm được củ rưỡi rồi chắc là sẽ nâng lên 20k anh em nhé anh em đừng có tham mới vào nhá anh em đừng có tham cái, cái cái cái, đạn của mình nó cao quá nhá cứ từ từ thôi anh em hãy đẩy từ từ thôi chứ mới vào mất rồi biết ngay mà mới vào mà anh em đẩy cái mức đạn nó cao quá ấy. bởi vì mình chưa biết là hôm nay cá nó dễ bắt hay không có những ngày cá cực kỳ khó bắt luôn anh em nhé cực kỳ khó bắt luôn mình có thể cảm nhận mình bắt khoảng hai ba phút mình bắn khoảng 3 đến 5 phút gì đấy đầu mình cảm nhận cái đã nếu như cảm thấy nó ok thì mình mới nâng cái mức cược lên từ từ chứ mới vào mà anh em làm một phát nó cao quá ấy thua đấy anh em ơi thua đấy ok thì giống như thanh niên này thế này bắn 70k sao 70k mà ít thế nhở thôi cái mát cái map này anh em nhá cái map này là cá nó đi rất là nhanh anh em có thể hạn chế không chơi cái map này nó này cá nó đi nhanh lắm khó nổ lắm anh em ạ khó nổ lắm thanh niên này bắn 10k chứ đâu phải ấy đâu thanh niên bắn bắn 10k phải 70k đâu nó lag hay sao ấy chứ đấy tôi biết ngay mà cái mức 800k như thế này thì chỉ có bắn 10k thôi không có nhiều đâu không có 70k đâu anh em ạ cái mức đạn nó tụt như thế này thì chỉ có bắn 10k thôi nhưng mà nó lag hay sao đấy lý do đấy tôi không biết hay là do mạng tôi nhờ có khi thế không nên bởi vì mạng tôi đợt này nó cũng rất là chán anh em ơi mạng rất là chậm luôn không biết là do máy tính mình hay là do do cái đường truyền của mạng nữa nhưng mà đã gọi thờ đến kiểm tra mấy lần rồi thì những lúc mà thợ đến thì mạng nó chạy rất là êm à, đến lúc thờ về phát là lại đầu ra đấy mẹ nhìn ra chán đời luôn ôi giờ luôn ok thì tôi sẽ giới thiệu qua về cái con cái bàn cá này một tí nhá thì mới vào thì anh em sẽ thấy cái loại cá đây là bách khoa loài cá này nó sẽ chỉ cho anh em là bắt được những con cá nào thì tỷ lệ nhân sẽ là bao nhiêu và anh em nhớ là hãy hạn chế những con cá từ khúc này trở đi này đây những con cá nhỏ này cho tôi hạn chế cho tôi nhá không nên anh em ạ bởi vì cái tỷ lệ nhân nó thấp ấy mà có những con cá này không phải là cá nhỏ là dễ bắt đâu nhá có những con nó rất là lì luôn cực kỳ lì luôn và nếu như anh em bắt lâu mà bắt lâu quá nó mới nổ thì tính ra thì nó sẽ lỗ còn những con cá to này có những con bắn một hai phát nó nổ ngay rồi nhưng mà có những con thì bắn khá là lâu nhưng mà khi mà mình nó nổ thì tính ra thì cũng ngang ngang hồi vốn thôi cũng không lỗ bao nhiêu đấy kiểu như thế và mình tập trung bắt những con cá to đánh nhanh thằng nhanh chơi trong một khoảng thời gian ngắn thôi đủ lãi phát là mình nghỉ ngay đó đấy, đấy là cái kinh nghiệm chơi của, chơi của tôi nhá rồi ok nghiên cứu nào đây con cá cá đuối này bắt cũng khá là ok này nha, khá là ngon này. Con cá đuối này tôi nhớ hình như là nhân 80 sao đấy. Ok này, củ 6 này, thấy chưa? Đây ví dụ như con này nhá, tôi sẽ đợi cho thanh niên này bắn một tí tôi sẽ cướp này. Thỉnh thoảng mình sẽ đi cướp một tí. Được chưa? Đéo hiểu thanh niên này bắn, bắn kiểu gì luôn này. Thanh niên này tôi không hiểu nó bắn kiểu gì luôn. Ok này, cướp thành công này, một của 2 này, thấy chưa? ngon lành chưa gần ba củ rồi anh em lãi gần ba củ rồi tức là khi mà anh em chơi ấy mà đủ lãi phát là anh em nghỉ ngay nhá đừng có kỳ kèo lâu quá thật ra ấy, thì con game bắn cá này nói dễ thì cũng rất là dễ nhưng mà mình phải biết cách chơi nha anh em phải biết cách chơi nhá dễ là dễ với đúng người thôi chứ anh em mà chơi theo kiểu không tính toán ấy thì cực kỳ khó và cực kỳ dễ ra đi luôn mẹ em có cá sấu này nó không nổ đấy em ạ đặc biệt là những anh em tham càng tham thì càng dễ đi anh em ạ mình chơi mẹ đúng trong cái tầm rồi tôi ngay ở bản thân tôi đây nhiều khi mẹ chơi còn lỗ tanh bành ra à, nhưng mà tôi tính chung quy lại tôi vẫn có lãi tôi tính tính chung quy lại thì lấy những cái lần lãi trừ những cái lần lỗ ra mình vẫn có lãi thì mình vẫn chơi thôi đúng không Thế chơi mà để lỗ thì tốt nhất là mình đừng có chơi em ạ chơi mà lỗ tốt nhất là đừng có chơi Chơi đã xác định chơi là phải có lãi cơ Không có lãi thì không chơi anh em nhé Tuyệt đối luôn đấy Mẹ mày Mấy con này rất là lì luôn nha Được rồi không sao hết Cứ từ từ thôi Lên được xuống được thôi anh em ơi Hoặc là mình vừa bắn cá Mình mới có thể làm tí tay xỉu này anh em Đấy Rất là ok luôn Vừa bắn cá vừa đánh tay xỉu Khá là hay đấy Đúng không Rồi mẹ bây giờ cá có vẻ như là Kén rồi anh em ơi Kén cá rồi nhà em ơi nếu như mà cá nó kén quá ấy, thì mình nên dừng lại một thời gian đã rồi hãng chơi em nên nhớ nhá nếu cá nó kén quá ấy, bắn một thời gian mà nó không đủ kén ấy kiểu nó kén kén đạn anh em thì mình dừng một thời gian đã dừng khoảng mấy phút đấy mình chơi hoặc là mình thoát ra mình vào lại kiểu như thế chứ đừng có tập trung đu vào nó quá nó đã khó ra rồi thì mình bắn kiểu gì nó cũng khó thôi anh em ơi rồi ok ok rồi đấy bắt đầu lên lại đấy bảo lên lại một tí đấy cá sấu này không biết có nổ không đây tăng lên 30k xem nào nổ phát 6 củ đúng không mẹ thanh niên này cũng cướp nữa nổ được con cá sấu này ngon này đúng không nổ con cá sấu này ngon này tôi không dám tự tin đứng ra nói là ngày nào mình không ăn thật sự luôn không dám tự tin nói như thế nhưng mà tôi có thể cam đoan với anh em đó là cái cách chơi của mình là chắc chắn là tính đường lâu dài là kiểu gì cũng có lãi Đấy, mình tính đường về lâu về dài anh em kiểu gì mình cũng có lãi cho nên là không sợ anh em nhé đây rồi có thể là một hai ngày như đấy mình thua đấy là chuyện bình thường đúng không thắng thua là chuyện bình thường làm sao đấy mà trung quy lại vẫn có lãi ok là được rồi vẫn có lãi ngon lành là được rồi chứ chả có ai dám em tự tin đứng ra bảo là ừ bố mà chơi ngày nào không có lãi không bao giờ thua chắc chắn là không thể rồi đúng không mọi nhà cái chứ không phải đâu thằng con nít đâu mà anh em ngày nào anh em cũng đòi thắng nó được không đơn giản như anh em nghĩ đâu nói thì nói dễ thế thôi nhưng mà nó cũng phải cần phải quá trình cần một tích lũy được khá là nhiều kinh nghiệm thì mới ăn được sư hư có phải đơn giản là ngày một ngày hai là hút đâu anh em <laughs> rồi xong mẹ theo con rồng này cũng ối rồi ôi nhưng mà không 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 gãy rồi không không không, không nổ rồi thằng kia nó ăn rồi Ok mày quá mẹ tí đi đấy làm một tí rồng lãi mấy củ này nha em ơi bắn hơi lâu nhưng mà tính 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 ra thì vẫn lãi mà đúng không Mặc dù bạn hơi lâu nhưng mà tính ra thì mình vẫn lãi như thế là ok rồi chứ bắn những con cá nhỏ mẹ nhiều khi nó lì lắm anh em ạ nó rất là lì luôn bắn mãi nó không nổ đấy nhưng mà nổ ra được có 57 lít gì đấy lỗ lỗ nặng luôn rồi xong mẹ con cá chép này luôn này đéo nổ luôn anh em ơi Ui buồn quá, không nổ luôn này, lại qua màn nữa chịu. Thôi được rồi, Hãy tạm thời làm mấy tay ta xỉu đi. Bắt phát cầu ba ba này đúng không? Lâu lâu tôi cảm thấy rất là có duyên với tài xỉu đấy anh em ạ. Lâu lâu cảm thấy mình rất là có duyên với tài xỉu đấy. Làm phát sau củ đi cho nó máu này. <laughs> cầu ba ba đúng không? ok đấy bú ngay thấy chưa thấy chưa tuyệt vời luôn quá tuyệt vời một tay thôi em ơi đúng một tay một thôi đấy thì lâu lâu mình mình mình, mình cảm thấy bắn cá nó xui quá ấy, hoặc là mình chán quá thì mình phi qua mình chơi tài xỉu hoặc là chơi ai à, có nhiều lựa chọn mà anh em tài xỉu trên dưới này bố cua này đấy, kiểu như thế mình có nhiều sự lựa chọn mà rồi xong mẹ cá đợt này rất là khó nổ luôn này chắc là chuyển chuyển đề tài thôi anh em ơi, chắc là chuyển đề tài thôi, làm mấy tay tài chiều cho nó chắc, bởi vì cái map này thì cả toàn cá nhỏ thôi, cũng khó bắn anh em ơi, làm phát này nữa đi, làm phát này nữa đi, ba ba bắt luôn cầu ba ba này, ba củ đi nha, 6 lít này, đấy, lâu lâu mình phải đổi món đi anh em cứ bắn cá mãi anh cũng chán chứ sao đúng không rồi mở bát này ối rồi ôi ối rồi ôi ối rồi ôi, ôi, ôi ngon lành cành đào luôn rồi lại qua bắn cá tí ấy giời ơi có cái gì đâu mà phải 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 ấy ui mọi em này cá đợt này kiểu gì ấy, anh em ạ cá đợt này kiểu gì ấy ui giời ơi Ai cũng một này Tốt được rồi, chắc là hôm nay sẽ dừng lại tại đây thôi nhờ chỉ có cảm giác là cá ngày hôm nay rất là khó bắn anh em ạ Cá hôm nay rất là khó bắn <laughs> Tức là mới đầu thì cũng khá là dễ Nhưng mà càng sau nó càng 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 càng, càng đi theo một cái chiều hướng nó là khó bắt Thì chắc là tôi sẽ dừng lại tại đây thôi Thì hôm nay như thế là cũng lại hơn hai củ rồi Tuyệt vời rồi anh em ạ Rồi ok, thì cái đường link của con game bắn cá đổi thưởng này Tôi sẽ để phần mô tả cho anh em nhé Anh em có thể vào chiến đấu và xem thử là mình có phù hợp không nếu như phù hợp thì chơi và tôi thấy là cái đồ họa của nó cũng khá là ok đây nha Được rồi ok xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo chúc anh em gặp nhiều may mắn và luôn luôn chiến thắng nhà cái xin chào